Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 5 cây me tàng nha. Me thành phẩm, me me Thái nha cô chú anh chị. Đọt đỏ ha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ. Hàng này hàng thành phẩm ơi. Về cô chú anh chị mình chỉ cần mình bỏ vô cái chậu mình chơi thôi cô chú anh chị ơi. Cốt cành thì bắt chuẩn cây hết trơn nha cô chú anh chị. Cốt cành cũng khá chuẩn cây hết rồi. Cây này cái củ rất là đẹp nha. Me Thái nha cô chú anh chị. Đọt đỏ đỏ từ trong trong thân ra nha. Không có ghép gì hết nha. Hoành ngay cái vị trí này là 40 hoành nha. 40 hoành. Lên đây tí xíu ha. 33 hoành. Chiều cao này là 85. Tàn ngang này là 80 nha. Cái đường kính bầu này là 44 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 44. Đó cô chú anh chị mình xem kỹ cây giúp em ha. Đế là đế cũng đều nha cô chú anh chị. Cái này cái cũ ha. Cũ nó dặn mình rất là đẹp. Cây lắc dặn mình lắc 3D luôn nha cô chú anh chị. Đó, lắc 3D cốt cành nuôi sẵn hết trơn ha. Này là cô chú anh chị mình về mình nuôi mình đợi trái thôi cô chú anh chị ơi. Đó. Đợi trái thôi ha. Me Thái. Rồi, cây đầu tiên là cây mã số là B1 nha cô chú anh chị. Cây này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu ha, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi. Đó, cô chú anh chị mình cũng lưu ý ha. À, cây này cây tàn. Nó cũng cồng kềnh nó nặng ha, thì cô chú anh chị mình nhớ cọc giúp em nha cô chú anh chị. Cọc thì em sẽ đi cây ha. Này nữa em sẽ đóng cái khung gỗ á, em gửi cho cô chú anh chị mình cẩn thận nha. Đó, B1 3 triệu bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo luôn, rồi tiếp theo luôn cô chú anh chị. Cây mã số là B2 ha. Đó, tàn rồi cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. À, em quay chậm chậm cho cô chú anh chị mình xem kỹ cái tàn ha, cái củ nè, nguyên cái củ ha. Đó. Củ rất là đẹp nha cô chú anh chị, cái rộng này ha. Đó. Rồi đếm đo thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Hoành em đo ngay cái củ nè, củ này là 39 nha, cái thân này là 20. Chiều cao là 86. Đường kính bầu này là 37 nha cô chú anh chị. Cái chiều dài cái tàn này là 80 ha. Đó. Cái đường kính tàn là 80 nha. Me Thái nha cô chú anh chị, me đọt đỏ nha. Đây đọt đỏ nè. Đó, đọt đỏ chót luôn. Rồi cây mã số này là B2 nha, B2. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 200 ngàn ha. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo ha. Cây mã số B3. Cây siêu đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái củ quá trời cái củ luôn ha. Củ quá đẹp luôn cô chú anh chị. Tàn thì khỏi chê ha. Tàn này tàn ấm tàn mịn hết rồi cô chú anh chị ơi. Đó. Cây nè cô chú anh chị mình thấy cây rộng ha. Đó, cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây chuẩn cây bonsai không à cô chú anh chị ơi. Cái củ thì quá đẹp luôn. Rồi đếm đo thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo. Hoành cây củ nha. Cái củ này là hoành 54 nha cô chú anh chị. 54 hoành cây củ ha. Rồi hoành thân. Hoành thân này là 31 cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 98. Cái tàn ngang này là 85 nha cô chú anh chị. Đường kính cái bầu này là 40. À, cô chú anh chị mình xem cái dàn tàn rất là đẹp nha. Dàn tàn là mịn hết trơn nha cô chú anh chị. Nó đang đâm chồi non nó chạy cơi đọt quá trời luôn. Này về mình vô cái chậu là mình chơi là rất là đẹp nha.
Đó. Này chỉ đợi trái thôi cô chú anh chị ơi. Cây cốt cành cũng lớn hết rồi, nuôi cốt cành cũng lâu rồi nha. Rồi cây mã số B3. B3 ha, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu 500 ngàn. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Đó, B3 3 triệu rưỡi. Rồi, tiếp theo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo cây mã số B4 nha. Một cây chuẩn cây bonsai luôn ha. Đây. Nè cô chú anh chị. Cây này đi chuẩn cành ha. Chuẩn cốt cành luôn. Đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đế đều đẹp ha. Đó, tàn là khỏi chê luôn cô chú anh chị ơi nè. Nó có cái cành gớt rất là đẹp nha. Hàng này mình chỉ vô chậu mình chơi mình đợi trái thôi nha cô chú anh chị, đợi trái thôi. Rồi, để em đo thông số ha. 32 hoành, hoành cái thân là 32 ha. Hoành vàng đế này là 65 ha. Chiều cao là 1 m cô chú anh chị ơi. Tàn ngang này là 90 ha. Đường kính cái bầu này là 40 44 cô chú anh chị ơi. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ à. Tàn đều đẹp hết trơn ha, cây này tàn mịn hết rồi nha cô chú anh chị. Rồi, mã số B4 nha. Cây này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu rưỡi. Bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. B4 me Thái nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo cây mã số B5 nha cô chú anh chị. Cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái đường thân đi quá đẹp luôn ha. Cây này đường thân đi đẹp lắm á. Đế cũng đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đế đẹp lắm ha. Tàn cây này cực kỳ dày luôn. À, cái đường thân lắc lượng ha, đế có nha, có đế luôn nha cô chú anh chị, đế đều lắm ha. Cây này đế khá là đều á. Rồi để em đo thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo. 33 hoành. Hoành là 33. Chiều cao là 90. Tàn ngang là 80 ha. Đường kính cái bầu này là 44. À, đế nha, đế đều luôn nha cô chú anh chị. Cái gọng lắc cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, cô chú anh chị mình. Cây này cũng khá chuẩn cây bài á cô chú anh chị. À, cây chuẩn cây bài luôn. Cốt cành là quá đẹp luôn. Rồi, cây này là cây mã số là B5 nha, cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu là 3 triệu 500 ngàn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Rồi em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị mình sức khỏe nha, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất.